Cảnh sát địa phương cho biết, trong số những người bị thương có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe bốc cháy sau khi đâm phải một xe bồn chở dầu diesel. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết gia đình những người thiệt mạng sẽ được chính phủ hỗ trợ 200.000 rupee, tương đương 2.400 đô la Mỹ. Mỗi người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee. Thủ hiến bang Maharashtra cũng cho biết chính quyền bang sẽ hỗ trợ 500.000 rupee cho gia đình có người thiệt mạng trong vụ việc, đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị thương. Chùa Trúc Lâm đảo Trần được xây mới trong khuôn viên 2,89 ha với tổng kinh phí xây dựng khoảng 47 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Đảo Trần là một phần thiêng liêng của lãnh thổ quốc gia. Đây là hòn đảo ở tiền tiêu ở phía xa nhất miền Đông Bắc, không phải của riêng tỉnh Quảng Ninh mà của đất nước chúng ta. Ở nơi đó là đã có cư dân, đã có những lực lượng bảo vệ, nhưng có thêm một mái chùa chắc chắn nó sẽ mang lại một cái giá trị. Một giá trị không những chỉ chia sẻ với những cư dân ở đây, mà nó sẽ là cái nơi để các bà con Phật tử và những người dân có thể đến đây để chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng ở đây cả cảnh đẹp, cả sự giàu có của biển cả và tự hào và trách nhiệm về lãnh thổ quốc gia. Thi công những công trình ở đây nó đòi hỏi rất nhiều những cái yếu tố, đó là thời tiết, là thủy văn. Và nhưng tin với sự phù trì của Tam Bảo thì ngôi chùa tâm linh, cột mốc tâm linh chủ quyền của biển đảo, nơi đông bắc của Tổ quốc sẽ hoàn thành một cách sớm nhất và đưa vào để phục vụ cho những người dân có những niềm tin với Phật Pháp và được sự phù trì của Tam Bảo để bám biển, giữ biển trời đông bắc của Tổ quốc. Dự án cũng phản ánh sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan hữu quan của tỉnh Quảng Ninh và sự kế thừa phát triển bền vững của Phật giáo trong lòng quốc gia, dân tộc, theo phương châm đạo đức dân tộc chủ nghĩa xã hội.